Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đã đến thăm chúc Tết trạm thu phát của Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng tại đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu và trạm đèn biển Tiên Sa tại núi Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Đến thăm trạm thu phát của Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng gửi lời chúc mừng năm mới Quý Mão đến tập thể cán bộ, công nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ tại đây, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của đơn vị trong thời gian qua, luôn phối hợp với cơ quan chức năng thành phố xử lý, hỗ trợ cứu hộ nhiều tàu cá ngư dân gặp nạn trên biển. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khẳng định, trạm thu phát của Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng là một trong những mắt xích quan trọng của hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam. Đây là hệ thống thông tin có vai trò tầm quan trọng đặc biệt, đảm bảo thông tin liên lạc trên biển, góp phần vào sự phát triển của kinh tế biển, cũng như là cơ sở để thực hiện chiến lược biển của quốc gia. Thăm trạm đèn biển Tiên Sa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến toàn thể cán bộ, người lao động đang công tác tại trạm. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chia sẻ với những khó khăn của nhân viên tại đây, đồng thời khẳng định dù công nghệ đã phát triển, các thiết bị radar, định vị hiện đại ra đời, trạm hải đăng vẫn không lỗi thời, luôn dẫn lối cho tàu thuyền trong đêm tối. Trạm hải đăng Tiên Sa nằm trên núi Sơn Trà ở độ cao 223 m so với mực nước biển do người Pháp xây dựng năm 1902. Đây là một trong những hải đăng cổ nhất Việt Nam.